Rồi, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt cái chiếc camera hành trình Omni X200 lên kính lái của xe nhé. Thì các bạn chú ý này, cái mắt cam ấy thì chiếc cam Omni X200 này nó thiết kế ở giữa. Vì vậy khi mà chúng ta lắp đặt ấy, thì các bạn chú ý đặt cái mắt cam này ở giữa cái phần chân gương giúp mình nhá. Thì ví dụ như cái xe của mình thì chân gương nó hơi sâu một chút xíu thì mình sẽ phải lắp đặt ở đây này. Nhiều bạn thì thấy đã lắp đặt ở đây nó hơi vướng mắt một chút xíu thì các bạn có thể lắp ra đây. Thực ra thì cái cam này thì chúng ta lắp ở đây cũng được, thế nhưng theo lời khuyên của mình thì các bạn nên lắp ở giữa nhá. Nếu như mà các bạn mà lắp chạch ở phía bên phải này như thế này thì nó sẽ ghi hình ở bên phải rất là nhiều, trong khi đấy bên trái thì lại ít. Hoặc là nếu như các bạn mà lắp ở phía bên trái như thế này thì cái hình ảnh ở bên trái nó ghi cũng rất là nhiều, trong khi đấy cái hình ảnh ở bên phải thì lại ghi ít. Thế nhưng mà cái chiếc cam này có một cái lợi thế, đấy là chúng ta có thể quay được 360 độ. Vì vậy cho dù là nếu như mà mình lắp chạch sang bên như thế này thì mình có thể chỉnh cái mắt cam quay dịch sang phải một chút để hướng được hình ảnh nhiều hơn. Thế nhưng lời khuyên của mình thì vẫn là các bạn nên lắp ở giữa cam, không nên lắp ở hai bên trái phải. Như thế này thì nó chỉ hơi vướng mắt một chút xíu thôi. Nếu như mà các cái dòng xe mà bản tiêu chuẩn ấy không có cái phần chân gương sâu này này thì các bạn lắp ở dưới cái chân gương rất là đẹp. Rồi, và bây giờ để lắp đặt thì chúng ta sẽ phải chú ý những cái phụ kiện đi kèm cái chiếc cam nhá. Thì ở đây này, cái phụ kiện này rất là quan trọng này. Đây là một cái miếng dán từ. Thì để mà sử dụng được ấy thì các bạn sẽ phải dán cái miếng dán từ này lên trên kính lái trước, sau đó thì chúng ta mới dán cam. Đây, bây giờ mình sẽ thao tác cho các bạn xem. Đầu tiên thì mình căn nhé. Đây, ví dụ mình sẽ lắp cái chiếc cam ở vị trí này được chưa? Đấy. Sau đó thì mình sẽ dán cái miếng từ này lên trên kính lái trước. Rồi, bây giờ mình sẽ dán. Thì để dán được thì các bạn nhớ là cái miếng dán từ này nó sẽ có hai lớp. Thì mình sẽ bóc cái lớp 1, bóc viền mép như thế này thôi nhá, đừng bóc hẳn ra nhá. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ dán lên trên kính lái thì mình sẽ căn. Ở đây thì mình sẽ căn dán, rồi đè xuống. Sau đó thì mình vuốt, đẩy hết bọt đi. Các bạn nhớ là chúng ta phải đẩy cố gắng hết, gần hết bọt. Nếu mà không được thì cũng phải gần hết những cái bọt khí ở đây nhá. Rồi, ở trên cam thì nó sẽ có thêm một cái miếng ni lông bảo vệ mắt cam này này. Các bạn nhớ bóc ra nhá, không thì lại cái chất lượng ghi hình này bảo là nó mờ mờ. Đấy, bóc ra rồi đúng không? Chúng ta sẽ căn. Thì để mà dán lên ấy thì các bạn sẽ phải căn xem cái mắt cam nó đã cân chưa. Ví dụ như xe của mình này thì nó vẫn chưa cân mà nó hơi cắm xuống, các bạn sẽ phải chỉnh cái đế này nó cao lên một chút xíu. Chúng ta chỉnh trước nhá. Nếu như mà lắp lên đây rồi mới chỉnh thì có thể làm cho bong cái miếng dán. Này, mình sẽ căn này. Cái mắt cam đang song song với mặt đường. Ok. Rồi, sau đó thì mình sẽ tiến hành dán. Và cái phần đế này nó sẽ có cái miếng bảo vệ. Mình sẽ lột ra này. Sau đó thì mình sẽ dán lên trên tấm dán này đây. Mình cố gắng căn ở giữa và dán thật cân nhá. Đấy. Rồi, và bây giờ thì tới cái phần DJ. Thì nếu như mà các bạn không lắp đặt cái hardware kit 4G ấy thì chúng ta sẽ DJ như những cái chiếc cam bình thường thôi. Thì mình đã có cái video hướng dẫn cách DJ, ví dụ như là những cái nguồn ở phía cái phần yên ngựa này, thì các bạn sẽ DJ ra phía trước, thì mình cũng đã có video hướng dẫn. Còn nếu như xe các bạn mà có cái phần nguồn ở phía sau cốp ấy thì mình cũng có video hướng dẫn rồi. Các bạn có thể chú ý ở trên phần video đề xuất để mà xem cách hướng dẫn DJ nhá. Rồi, cách DJ thì như vậy thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cắm cái dây nguồn vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Còn nếu như các bạn lắp cái bộ hardware kit 4G ấy thì chúng ta sẽ phải đấu vào cầu chì của xe nhá. Và cái cách đấu như thế nào thì mình đã có một cái video hướng dẫn riêng về cách đấu rồi. Nếu bạn nào mà không biết cách ấy thì có thể chú ý trên cái video đề xuất, thì các bạn click vào đấy sẽ có hướng dẫn đầy đủ và chi tiết. Sau khi mà đấu cầu chì xong ấy thì các bạn sẽ đi dây từ cái cam cho tới cái bộ kit này thôi. Vâng, và bây giờ thì mình đã đi dây xong rồi. Đấy, các bạn sẽ nhìn ấy, dây sẽ đi theo như thế này và kéo lên mép trần. Sau đó thì chúng ta sẽ đi xuống cái phần tablo để cài vào cái hardware kit 4G. Vâng, sau khi mà chúng ta lắp xong cái chiếc Omni X200 này thì các bạn lưu ý là cái phần quay xoay 360 độ của cam ấy, mỗi lần khởi động nó sẽ tự động quay tới một cái hướng mặc định mà chúng ta đã thiết lập sẵn. Các bạn có thể vào cái phần mềm 70 mai để chúng ta hiệu chỉnh cái góc nhìn chính xác của chiếc cam. Sau khi mà chúng ta hiệu chỉnh xong rồi ấy, thì cứ mỗi lần chúng ta nổ máy xe ấy, thì chiếc cam nó sẽ tự động hướng tới cái góc nhìn đó. Vâng, và như vậy thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cách lắp đặt cái chiếc camera hành trình Omni X200. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm các cái tính năng của chiếc cam này thì các bạn có thể lên YouTube tìm cái từ khóa Omni X200 Tuệ Minh. Nó sẽ hiển thị lên đầy đủ các video mà mình đã làm về chiếc Omni X200 để cho các bạn tham khảo rất là nhiều những cái tính năng, những cái chi tiết hay.
Rồi, và video đến đây là kết thúc rồi. Và các bạn thấy video hay, hữu ích thì nhớ like, share và ấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.